đường lão nhìn cố ninh thán phục vẫn là ninh ninh thần cơ diệu toán biết đường đắc ninh này sẽ tự lộ bản tính bố trí trước rồi trong nhà của đường lão ông kêu lên cái gì bảo ta giả bệnh đường lão lo lắng hỏi nhưng tập đoàn bây giờ đầy nguy hiểm không ai kiềm chế ta lo họ sẽ sinh sự cố ninh vẻ mặt tự tin đáp chính là muốn dụ rắn ra khỏi hang để họ sinh sự càng loạn càng tốt đường lão ngạc nhiên đáp ủm ừ. đường vân hàng giải thích ba tại vì họ sẽ e ngại ninh ninh muốn mượn có ba bệnh để dụ chúng ra tay trước sau đó lần theo manh mối bắt chọn chúng Cố Ninh vui vẻ đáp, người hiểu con chỉ có chú. Sau đó, Cố Ninh nói tiếp, chuyện trên bề mặt tập đoàn Đường Hoàng cần có người ra mặt chu toàn. Nếu như sự tồn tại của con đã bị họ phát hiện, chi bằng để con đi, đúng lời UC có thể đánh lừa dư luận để cho họ khinh địch. Cố Ninh nhìn về phía chú Đường Vân Hằng nói, còn về chú, có thể mượn thân phận người tàng hình, âm thầm việc trong tối. Đường Vân Hằng liền đáp, đúng vậy. Đường Lão vui vẻ đáp, một sáng một tối, kế hoạch chu toàn, ta nghĩ họ cũng không ngờ chúng ta có một nữ gia cát làm tay sau. Nhân lúc mọi người rời đi, Cố Ninh ghé sát vào tai Đường lão nói, "Ông à, mọi người tin tưởng con như vậy, không sợ con có mưu đồ bất chính với tập đoàn sao?" Đường Vân Dung quay mặt lại nói, "Có mưu đồ sao? Vậy thì tốt quá rồi, đám trưởng bối bọn ta đúng lúc có thể nghỉ hưu rồi. Nếu ba con biết, nói không chừng sẽ ném hết mọi chuyện lại rồi dẫn mẹ con đi du lịch." Cố Ninh ngạc nhiên, Khương Lệ Hoa mỉm cười xoa đầu Cố Ninh nói, "Con thật ngốc, họ đang chờ lừa con nói câu này ra đó, lần này con không chạy được rồi." Câu vừa dứt, Cố Ninh càng thêm thắc mắc. Đường lão liền nắm tay Cố Ninh nói tiếp, "Nghe thấy chưa?" đều là người một nhà, con cứ buông tay đi làm, xảy ra chuyện có bỏ ta. Từ bệnh viện, ừm. Cố Ninh và Lãnh Thiếu Đình vào trong xe, Cố Ninh nhìn Thiếu Đình hỏi, bên phía đường Đắc Minh thế nào rồi? Lãnh Thiếu Đình đáp, sau khi từ bệnh viện ra, không có hành động lạ thường, chỉ có tập đoàn và nhà hai nơi này. Cố Ninh đắc ý cười một cái rồi nói, ha, tên này ý thức phản sắc khác mạnh, xem ra hắn và người phía sau có phương thức liên lạc khác, không ép đến cùng sẽ không dễ dàng để lộ. Lãnh Thiếu Đình nắm chặt tay Cố Ninh. Lãnh Thiếu Đình nhìn Cố Ninh nói, Nin Ninh Ninh, Đám thương gia già của tập đoàn Đường Hoàng không dễ đối phó, em ở ngoài sáng nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp phải khó khăn, tài nguyên doanh nghiệp bên anh tùy em lấy đi dùng." Cố Ninh Ngạc nhiên đáp, "Ồ, vậy anh nói xem anh có tài nguyên gì?" Lãnh Thiếu đỉnh suy nghĩ một lát rồi nói, "Thật ra anh cũng không rõ lắm, đều do thuộc hạ lo, tên tập đoàn Thịnh Thế, lát nữa anh sẽ bảo người đưa cho em một phần tài liệu chi tiết." Cố Ninh nghe xong cái tên liền ngạc nhiên, "Tập đoàn Thịnh Thế sao? Tập đoàn quốc tế lớn liên quan đến các ngành nghề có tài sản hơn cả trăm tỷ." Ninh Ninh em biết đó, tuy có thể không giúp được gì. Nhưng anh bằng lòng đem mọi thứ của anh cho em, Cố Ninh đưa tay che miệng cười, "Phụt, anh đang có cảm giác yêu việc gì vậy?" Cố Ninh hạnh phúc nói, "Không ngờ em lại quen với một đại phú hào ẩn danh, xem ra sau này em không cần phải sầu não vì tiền nữa rồi, xin bao nuôi cả đời." Lãnh Thiếu Đình cười ngại ngùng đáp, "Vậy, không có biểu hiện gì sao?" "Có chứ." Cố Ninh tiến sát lại thơm vào má Lãnh Thiếu Đình khiến anh giật mình. Lãnh Thiếu Đình liền rụt lại nói, "Chờ đã, không đủ." Vừa dứt lời, Lãnh Thiếu Đình lao tới hôn trực diện Cố Ninh khiến cô mở trừng mắt vì ngạc nhiên vậy là hai người họ lại phát cơm chó cho chúng ta trong xe của lãnh thiếu đình hai người bọn họ hôn nhau tới khi cả hai phải rời ra để thở trời ơi cứu tôi cố ninh nhìn lãnh thiếu đình cười rồi hỏi anh nhịn bao lâu rồi cũng gấp quá đi lãnh thiếu đình vẻ nũng nịu nói em đoán xem anh đến hải thị lâu như vậy em đều không có thời gian ở cùng anh anh sắp thành nhẫn giả rồi cố ninh tiến tới ôm thiếu đình nói phụt được rồi được rồi chờ bận xong khoảng thời gian này em nhất định sẽ bồi thường cho anh vừa ôm lãnh thiếu đình cố ninh vừa nghĩ tới bản thân kiếp trước kiếp trước bị cô lập mình chưa từng cảm nhận qua ôn tình sống lại một đời mình có tất cả mọi thứ sự tin tưởng của người nhà sự ủng hộ của người yêu cố ninh ôm thiếu đình bên cạnh ánh mắt hướng về khoảng không lòng kiên quyết trả cô trỗi dậy lần này mình nhất định sẽ không thua trận chiến này phải thắng về tới đường ra trong phòng làm việc đường vân hàng đưa cho cố ninh một tờ giấy rồi nói ninh ninh con xem cái này cố ninh ngạc nhiên đây là trên tay cố ninh là một bản báo cáo giám định huyết thống cố ninh xem một lượt rồi nói mẫu thử và mẫu đối chiếu không thuộc quan hệ huyết thống hệ cha báo cáo giám định này là của ai vậy đường vân hàng nhìn cố ninh với vẻ mặt nghiêm trọng đáp là anh họ của ta cũng là kẻ thù của ta đường vĩ ung chuyện gấp không có quân tử tối qua ta phái người đào mộ của hắn dùng cho cốt của hắn làm giám định cho con hắn quả nhiên chưa chết cố ninh nói nếu là anh họ năm đó chú không biết thân xác nhận cái chết của hắn sao đường vân hàng đứng dậy khỏi ghế đường vân hàng bước từng bước đến cửa sổ nói ta gấp gáp xây lại nhà họ đường đầy lỗ hở không nhúng tay vào hậu sự của hắn cố ninh thắc mắc hỏi năm đó đã xảy ra chuyện gì đường vân hàng đứng trước cửa ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng rồi trầm tư nói ta và hắn từng là hậu bối được gửi gắm kỳ vọng cao nhất ở nhà họ đường bọn ta cùng vào công ty đem tập đoàn đường hoàng lúc đó kinh doanh đến đỉnh cao mới sau đó dạ tâm của hát tăng lên không cam tâm hỗ trợ ta cộng thêm gia chủ và các họ hàng tranh đấu với nhau cuối cùng bọn ta chia nhau ra hắn lôi kéo thế lực dòng họ dốc hết sức đả kích gia chủ thậm chí dám cốt nhục tương tàn năm đó ta bị hắn thuê người truy sát mới gặp phải mẹ con ta giả vờ mất trí âm thầm đọ sức với hắn vẫn bị hắn lập bẫy bị thương cuối cùng vì mất trí nhớ thật mà quên hai người đường vân hàng quay mặt lại phía cố ninh nói tiếp sau đó ta về đến nhà học đường đoạt lại mọi thứ còn hắn sau khi thua thì cả nhà di dân cuối cùng vì máy bay cá nhân trong mưa xảy ra sự cố cả nhà chết hết cố ninh nghe xong lòng không khỏi tức tối nói người có dục vọng là chuyện bình thường nhưng loại không từ thủ đoạn mưu đoạt lợi ích của người khác như hắn chỉ có thể nói là tự ăn quả đắng đường vân hàng đáp lời phải đó chắc là hắn đem việc sau khi bỏ trốn ta nhà nát cửa quy tội cho ta cho nên mới tìm cơ hội ra tay với hai người Cô Ninh tiến lại dìu vai an ủi Đường Vân Hằng. Không sao, binh đến tướng đỡ, nước đến đất dìm. Lần này cũng sẽ không để hắn thắng. Đường Vân Hằng nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Ừ. Bỗng có người đến gõ cửa phòng rất vội nói, đồng sự trưởng, công ty xảy ra chuyện rồi. Đường Vân Hằng liền đáp, vào. Toàn Minh Khải vội đẩy cửa vào, vẻ mặt hốt hoàng nói, hạng mục hợp tác của công ty chúng ta với công ty khoa học kỹ thuật Di Gian Hoàng Gia liên hợp với Lương Quốc bị tiết lộ. Người phụ trách của công ty khoa học kỹ thuật Di Gian đang trên đường đến, chắc là đến hỏi tội. Toàn Minh Khải nói tiếp, còn nữa, trong tập đoàn vừa truyền tin đến. Đường Đức Minh triệu tập cổ đông chuẩn bị cuộc họp chọn đồng sự trưởng lần hai vào ngày mai. Cố Ninh nghe xong liền nhíu mày nói, hai gia, lão hồ ly, nhanh như vậy đã không nhịn được rồi sao? Đường Vân Hàng nhau mắt nói, với tầm ảnh hưởng quốc tế của công ty khoa học kỹ thuật Di, nếu chuyện tiết lộ bị làm lớn, sẽ gây ra nguyên cơ danh dự nghiêm trọng đối với tập đoàn Đường Hoàng. Toàn Minh Khải liền đáp, phải đó, chiêu này độc quá, đây rõ ràng là để chúng ta lên nửa nướng mà. Cố Ninh đáp, chuyện này không vội, dư luận tôi sẽ phái người giám sát. Cố Ninh nhau mắt lại, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, cô đáp, việc gấp bây giờ là xử lý sự vụ nội bộ cuộc họp đồng sự ngày mai tôi sẽ đích thân dạy đường đức minh làm người nói rồi cố ninh quay đi gọi một cuộc điện thoại toàn minh khải thấy vậy liền ghé vào tai đường vân hằng nói nhỏ khi thế này của cô cố càng lúc càng giống ông rồi đường vân hằng đáp đương nhiên nó là con gái ta sáng sớm hôm sau tại tòa nhà lớn của tập đoàn đường hoàng cuộc họp đồng sự chuẩn bị bắt đầu ai 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 mọi người im lặng bình tĩnh nghe tôi nói hai câu đường đắc minh lớn giọng nói đường đắc minh tự tin nói tiếp chuyện đề ẩn bị tiết lộ chắc tất cả mọi người đều đã biết tập đoàn bây giờ quần long vô thủ hội nghị lần này chính là muốn chọn lại đồng sự trưởng dẫn mọi người cùng chống lại nguy cơ phía dưới mọi người đều tức giận chỉ trích đường đức minh họ nói đường đức minh vừa xảy ra chuyện ông đã kêu lên chọn đồng sự trưởng tất cả những chuyện này đều do ông tính kế phải không phải đó còn chưa định đã dám ngồi ở vị trí của đồng sự trưởng đúng là dã tâm của sói đường đức minh tự tin đáp đường vân phàm và đường lão bệnh nặng chỗ này còn ai có tư cách ngồi vị trí này hơn tôi sao nếu các người không phục vậy thì bỏ phiếu đi vừa dứt câu ngoại trừ ba người phản đối vừa rồi Tất cả đều đồng thanh đáp, tôi ủng hộ chọn lại, tôi cũng vậy, đúng, chọn lại, ba người kia chỉ biết tức tối, các người. Đường Đức Minh cười nhẹ một cái rồi nói, số ít phục tùng số nhiều, bây giờ bắt đầu bầu chọn. Lời vừa dứt, cánh cửa phòng họp liền mở tung ra, Cố Minh cùng lãnh thiếu đình và hai bảo vệ bất ngờ tiến vào. Cố Minh Đường Hoàng, khuôn mặt tự tin nói, chú Đức, người còn chưa đến đủ, đã vội vàng bày sân khấu hát kịch rồi sao? Đường Đức Minh gân cổ lên quát, cô, dám tự ý xông vào cuộc họp đồng sự của Đường Hoàng, trong lòng ông ta không khỏi sợ hãi tại sao con gái của đường vân phàm lại đến rồi cố minh vẻ mặt lạnh lùng đáp lấy đâu ra tự ý xông vào ông ngồi chỗ của tôi tôi đương nhiên là đến mời ông nhường chỗ rồi đường đức minh thấy vậy liền đổ mồ hôi hột rồi ngồi dạp xuống ghế ngẩng mặt lên nhìn cố ninh mọi người trong hội đồng bàn tán xôn xao chuyện này là sao người con gái này là ai ta xem cô ấy trông rất quen mắt đường đức minh tức giận nói bừa cô ngay cả tư cách tham gia hội nghị cũng không có người đâu đuổi cô ta ra ngoài cho ta cố ninh ngồi trên bàn nghe mặt từ phía sau có tiếng nói tôi xem ai dám động lãnh thiếu đình tiếp tục nói cô ninh là con gái ruột của vân phàm cô ấy đương nhiên có tư cách người trong hội đồng hoảng hốt cái gì con gái của đồng sự trưởng đường đức minh chỉ tay nói tôi mặc kệ cô là ai không phải cổ đông không được nhúng tay vào sự vụ của tập đoàn đây là quy định toàn minh khải đưa ra giấy chuyển nhượng cổ quyền giấy chuyển nhượng cổ quyền này là qua đồng sự trưởng và đường lão tặng cho cố tiểu thư tính theo tỷ lệ số định mức cô ấy có quyền vào hội đồng sự đường đức minh giật lấy tờ giấy nói lớn nói bừa đường hòng lấy chiêu này lừa ta trong lòng hắn bùng cơn giận đường vân phàm đang hôn mê sao có thể bố trí trước được hắn nhìn tờ giấy trên tay ký trước khi hôn mê sao có thể toàn minh khải đáp văn kiện này luôn gửi ở phòng thư ký nếu ông không tin hoan nghênh hỏi bộ pháp vụ trong lòng đường đức minh mắng thầm nhiều cổ phần như vậy đường vân phàm điên rồi sao hắn lớn tiếng nói toàn minh khải thân phận của cô ta còn chưa xác nhận ông giúp cô ta là muốn gây ra nội loạn trong tập đoàn sao nói không chừng chỉ là một đứa con hoang lãnh thiếu đình từ phía sau giọng nói sắc lạnh ông nói ai là đứa con hoang mắng thêm một câu nữa ta cắt lưỡi của ông xuống ngươi hắn ta sợ tái mặt trong lòng nghĩ thầm sắc khí nặng quá hắn không phải vệ sĩ thường cố ninh đi đến cầm tay anh kéo xuống rồi nói ông không cần phải vội đội mũ cho tôi loại chuyện này chỉ cần một tờ giấy giám định adn là có thể chứng minh hơn nữa tôi sẽ không lừa các chú trong trường hợp như vậy còn về việc gây ra nội loạn trong tập đoàn tôi không sánh được với ông dù sao thì ông sợ thiên hạ không loạn đường đức minh giọng nói yếu ớt ồ đường vân phàm sinh được một đứa con gái tốt đúng là miệng lưỡi đánh đá cố ninh thản nhiên đáp cảm ơn đã khen nếu người đã đến đông đủ vậy rồi vậy thì bỏ phiếu lại đi các ông chú nhất định phải thận trọng đừng lầm đường lỡ bước những người khác nhìn cô nói trong lòng ánh mắt khí thế này giống y như đường đồng sau thời gian bỏ phiếu toàn minh khải đọc kết quả tỷ lệ cổ phần ủng hộ chiếm 25%, tỷ lệ cổ phần phản đối chiếm 30%. tuyên đọc kết quả hoàn tất căn cứ theo quy định của công ty đề nghị chọn lại đồng sự trưởng của cổ đông đường đức minh bị bác bỏ ngày khác mới bản dựa vào tỷ lệ cổ phiếu quyết định tạm thời do tiểu thư cố ninh thay quyền quản lý cố ninh nhìn đường đức minh nói chú đức nhường rồi hắn ta tức giận trong lòng nha đầu hiếp người quá đáng để cô hống hách thêm mấy ngày nữa, không giải quyết được sự kiện tiết lộ cơ mật, cô vẫn phải nhường chỗ cho ta. Tại văn phòng đồng sự trưởng, Cố Ninh nói chuyện qua video, "A, à, chuyện bảo cậu điều tra thế nào rồi?" Anh ta đáp, "Cha được rồi." "Bà chủ, cô không biết lần này khó biết bao, công ty khoa học kỹ thuật G không hổ là người đứng đầu ngành, tôi xém chút nữa bị hacker của họ chặn chết trong hệ thống, may mà tôi chạy nhanh." Cố Ninh cười phá lên, "Phụt, được rồi, ai có thể mạnh hơn cậu chứ?" Ca Đắc ý đáp, "Đương nhiên, tuy thời gian ngắn nhưng thông tin của họ tôi đã lấy được gần hết rồi." Công ty khoa học kỹ thuật G thuộc tập đoàn tài chính do một gia tộc xa xưa của gian hoàng gia xây dựng. Địa vị trên trường quốc tế rất vững chắc. Mấy năm gần đây biến động duy nhất đến từ việc bàn giao quyền lực nội bộ, nghe nói đợi trẻ vị nắm giữ quyền quậy rất dữ dội. Sự việc trung tâm của công ty khoa học kỹ thuật G là do con trưởng Tây Mông đang quản lý, đây là hình của hắn, chắc lần này là hắn đến Hải thị. Cố Ninh nhìn hình trên màn hình nói, người này trông rất quen, hình như từng gặp qua ở đâu rồi. Ca phải phải tay, ai ra ai ra, người nước ngoài đều như vậy, tôi trông hắn cũng rất quen, nhưng người này không dễ đối phó, bà chủ cô muốn giải quyết từ chỗ hắn chắc là khó Cô ninh đứng dậy nói trong lòng tôi có tính toán dư luận mạng về tập đoàn hoàng chính còn phải làm phiền cậu tiếp tục giám sát cúp trước nhà tại một tiệm bán bánh một quản gia nói với người làm bánh thiếu ra tập đoàn hoàng chính hải thị lại phải người đưa thiệp mời đến đã là lần thứ năm rồi lần này còn từ chối nữa không người đàn ông tóc vàng nói ha nếu đã thịnh tình đón tiếp vậy thì gặp mặt đi người phục vụ vui vẻ cúi người giơ tay nói mời bên này người phục vụ mỉm cười quay sang nói với người đàn ông đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách của ngài đến rồi cố ninh thẩm nghĩ người này mình quen không phải tên tây mông đó nhưng bên ngoài cô hỏi người đàn ông ông alen Allen cũng bất ngờ khi thấy cố ninh cố tiểu thư cô chính là người phụ trách của tập đoàn đường hoàng đúng là vừa bất ngờ vừa kinh ngạc alen bước đến mỉm cười bắt tay với cố ninh tôi cũng không ngờ người đại diện của công ty khoa học kỹ thuật g lại là ông chủ một cửa hàng điểm tâm cố ninh cũng mỉm cười đáp trong lòng cô nghĩ thầm người tuyết nhiên nhìn chúng quả nhiên là ông chủ lớn có thân giá hơn tỷ nghe cố ninh nói Alan mỉm cười khiêm tốn nói, "Sở thích mà thôi." Ái, Alan nhìn hộp quà sau người Cố Ninh nói, "Các người còn chuẩn bị quà à, thật nhiệt tình." "Xin ông nhân cho." Toàn Minh khải mỉm cười nói, trong lòng ông lại nghi hoặc nghĩ thầm, "Chuyện này là sao, Cố tiểu thư quen với người này sao?" "Không tệ, là thứ mà người anh trai ngu ngốc đó của tôi sẽ thích." Alan nhìn món quà hết sức tinh xảo mà tán thưởng nói, "Xem ra bài tập của các người làm rất đầy đủ." Nhìn Alan cầm món quà mình chuẩn bị trên tay, Cố Ninh trầm tư nghĩ thầm, nghe ngữ khí có vẻ như quan hệ của anh em họ không tốt lắm. Chẳng lẽ là vì nội đấu gia tộc mới ẩn mình trong thành phố? Ông Allen, thích nghĩ ông biết mục đích chuyến này của tôi, có thể cho tôi một chút thời gian để giải thích về chuyện tiết lộ cơ mật không?" Cố Ninh hỏi. Allen mỉm cười kéo ghế rồi nhìn Cố Ninh ý mời cô ngồi rồi nói, "Cô gái xinh đẹp, tôi có thể cho cô nhiều thời gian hơn." Trải qua một khoảng thời gian, Cố Ninh nói, "Chuyện là vậy. Vụ án tiết lộ cơ mật là một màn âm mưu nhằm vào tập đoàn Đường Hoàng, rất xin lỗi khi lôi quý công ty vào cuộc." Cố Ninh nhẹ nhàng nói. Allen tay vẫn mân mê món quà mỉm cười nói, "Cố tiểu thư, tôi không quan tâm vấn đề nội bộ của các người. Tôi chỉ biết lần này vụ án tiết lộ cơ mật hệ thống gây ra tổn thất rất lớn cho công ty khoa học kỹ thuật G, Allen dựa ghế nghiêm nghị nói, khiến tôi rất đau đầu. Ông không cần lo, mọi tổn thất do Đường Hoàng gánh chịu, tôi không muốn làm cho mối quan hệ với quý công ty trở nên khó xử, Cố Ninh mỉm cười nói. Cô nghĩ trong lòng, hắn bằng lòng nghe mình giải thích, không phải vì nể mặt Tuyết Nghiên, mà là hắn cần mối quan hệ hợp tác mật thiết hơn, củng cố địa vị gia tộc. Hơn nữa, với hoàn cảnh hiện giờ của ông cũng không muốn mất đi đối tác như Đường Hoàng phải không? Cố Ninh nói tiếp nếu không ông sẽ không thay anh trai đích thân đến đây Allen gác hai tay sau đầu nói cô tiểu thư đúng thật là giỏi suy đoán lòng người sau đó anh ta hai tay đan vào nhau chống cầm mỉm cười nói chi kỷ hiếm gặp xem như báo đáp tôi cũng tặng cô một món quà lớn vậy Allen nói sớm đã nghe nói người dân quý quốc rất nghiêm túc trong công việc nhưng nhìn cố ninh và những người khác đang ngồi alan xoa cầm nói tiếp không ngờ bầu không khí lại khiến tôi không tự tại như vậy mấy hôm trước tôi nhận được một đoạn phim ngắn Allen lên tiếng vừa nói anh ta vừa lấy ra một chiếc thẻ nhớ chi bằng mở ra để mọi người cùng vui vẻ một chút. Ông Allen cứ tùy ý, cô Ninh mỉm cười nói, Đường Đức Minh mỉm cười đắc thắng nghĩ thầm, lát nữa chờ khóc đi, xem hôm nay cô làm sao giải quyết. Máy chiếu được mở lên hình ảnh một bờ biển, Đường Đức Minh kinh ngạc lớn tiếng thốt lên, đây là, một người đàn ông khác nghi hoặc nói, miếng đất ở vịnh Atit, một người khác cũng nhìn hình ảnh cau mày hỏi, ông Alan có ý gì? Tôi muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở vịnh Atit, Allen chống cằm mỉm cười nói, không biết quý tập đoàn có ý nguyện hợp tác không, những người khác nghe anh nói thì giật nảy mình. Ông, Ông Allen, chúng ta không phải nên xử lý chuyện tiết lộ cơ mật hệ thống trước sao? Tại sao ông, Đường Đức Minh không thể tin run rẩy nói. Trong lòng ông ta hoang mang nghĩ, trong đây không nên là bằng chứng của vụ án tiết lộ cơ mật sao? Sao em trai của Tây Mông không làm theo lộ trình vậy? Tôi tin quý công ty có thể giải quyết ổn thỏa vụ án tiết lộ cơ mật hệ thống, Allen như không có việc gì lớn, anh ta gác tay sau đầu mỉm cười nói, cho nên sẽ không làm việc theo cảm tính chấm dứt mọi hợp tác. Dự án mới là tôi nể mặt của Cố tiểu thư, cho quý công ty cơ hội lấy câu trục tội, các người không nên vui mừng sao? Allen mỉm cười nhìn Đường Đức Minh hỏi ông ta tức giận đứng phắc dậy lớn tiếng nói cậu những người khác vội vàng ngăn ông ta lại vừa có được số tiền bồi thường lớn từ vụ án tiết lộ cơ mật hệ thống lại mang danh bá nhân tình thuận nước đẩy thuyền tác thành dự án mới một mũi tên chúng hai con nhạn Cô ninh dư ghế mỉm cười tán thưởng nghĩ thầm allen này trong thương nghiệp thật không đơn giản vậy thì cảm ơn sự hậu ái của ông allen Cô ninh mỉm cười bắt tay allen nói hợp tác vui vẻ anh ta cũng vui vẻ mười cười đáp lại đường đức minh cắn ngón tay tức giận nghĩ hay cho cố ninh cô lại chung tay với người ngoài cùng chiêu ta chào gái cố ninh sao cháu không nói sớm là cháu quen với ông Alan chứ? Đường Đức Minh gương mặt đen kịt tức giận quay sang nhìn Cố Ninh nói, hại mọi người lo lắng lâu như vậy. Ai biết nói ra trước có bị ai đó gây phá hoại từ bên trong không? Cố Ninh quay đầu nhìn Đường Đức Minh mỉm cười lạnh lùng nói, chẳng hạn như loại người không có lòng tốt như chú Đức. Nói sao thì ta cũng là trưởng bối của con, con hà tất phải mang gai trong lời nói chứ? Hơn nữa, Đường Đức Minh đen mặt ánh mắt gian ác nói, ta cũng là một lòng vì tốt cho tập đoàn. Vì tốt cho tập đoàn, vậy lát nữa phiền chú giải thích cho rõ nhé chú Đức vừa nói cô vừa quăng xuống bàn một tệp hồ sơ với một cái thẻ nhớ đường đức minh hốt hoảng khi thấy chúng cô ninh lạnh lùng gọi người đâu liền có rất nhiều vệ sĩ chạy vào những người khác hoảng sợ nhốn nháo lớn tiếng hỏi chuyện này là sao cô ấy muốn làm gì những người vệ sĩ đóng chặt cửa lại chuyện ngoài đã xong cô ninh khí thái uy nghiêm lạnh giọng nói bây giờ đóng cửa đánh chó căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ đường đức minh nhìn hồ sơ và thẻ nhớ hống hoảng hỏi cô ninh cô đây là ý gì hôm qua ông allen tặng tôi một món quà lớn Vừa nói cô vừa đưa thẻ nhớ cho Toàn Minh Khải, "Tôi muốn mời các chú xem thử." Clip này là clip nhạc danh gửi đến công ty khoa học kỹ thuật G, Cố Ninh khoanh tay mỉm cười nói. "Đây là người phụ trách của công ty khoa học kỹ thuật E, chính họ đã giành chức công bố hệ thống của chúng ta." Những cổ đông hội đồng khác kinh ngạc lớn tiếng nói, "Người còn lại là người tiết lộ bí mật sao? Hắn là người của bộ phận nào?" "Chú Đức, người trong clip chú quen không?" Cố Ninh nhìn Đường Đức Minh mỉm cười hỏi. Ông ta đổ mồ hôi tự giận lớn tiếng quát, "Sao tôi có thể quen? Cái này có quan hệ gì với tôi, Cố Ninh?" Cô bớt vu khống Cố Ninh mỉm cười lạnh lùng hỏi, "Ha, phải không?" Dẫn lên, Cố Ninh lớn tiếng gọi, một người bước vào trên tay đang giữ một người khác. Cô Ninh, cô bắt trợ lý của tôi làm gì?" Đường Đức Minh chỉ vào người bị bắt đến là Trần Giang, trợ lý của ông ta mà dẫn giữ chất vấn Cố Ninh. Người tiết lộ bí mật trong đoạn phim là Phùng Kỳ của bộ phận nghiên cứu và phát triển, trợ lý Trần Giang của chú đã nhiều lần lén lút chuyển tiền cho anh ta. Vừa nói Cố Ninh vừa giơ lên số liệu giao dịch, cô lạnh lùng nói, "Số tiền đã lên đến 500 vạn." "Chú Đức, chú định giải thích thế nào đây?" Cố Ninh mỉm cười cầm bằng chứng hỏi Đường Đức Minh, ông ta hốt hoảng đổ mồ hôi nhưng vẫn cứng miệng giả vờ tức giận lớn tiếng quát chút chứng cứ ít ỏi này thì chứng minh được gì chỉ nhìn ra được là phùng kỷ và trần giang đang hợp tác làm việc với nhau ta không biết gì về chuyện này cả đường tổng tôi trần giang hoảng sợ run rẩy nói nhưng đường đức minh ác độc nhìn lại anh ta hoảng sợ nghĩ trong lòng mình đã thi tốt ăn xe nếu như mình gây bất lợi cho ngài ấy ngài ấy nhất định sẽ trả thù mình trần giang chú nghĩ kỹ rồi trả lời Cô ninh đứng trước mặt anh ta nói trần giang hoảng sợ chán túa đầy mồ hôi rồi dám nghĩ nhưng mình không thể chọc vào cố tiểu thư được ở thời khắc quan trọng mình không thể đứng sai phe được. Tập đoàn Đường Hoàng đã thất thoát hàng trăm triệu phải thay ông ta gánh tội, anh muốn ở tù cho đến chết sao? Tố cáo Đường Đức Minh để lấy công trục tội. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nhớ tới những lời người đàn ông kia nói với mình, Trần Giang nói thầm trong lòng, xin lỗi tôi thật sự không muốn ngồi sai. Là Đường tổng đã xúi dục tôi, Trần Giang chỉ tay vào mặt Đường Đức Minh hét lớn tố cáo, Đường Đức Minh giật mình không thể tin quát to, Trần Giang, cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Sao cậu dám phản bội tôi? Đúng thật là ông, chuyện như vậy mà ông cũng dám làm? Những cổ đông khác tức giận quát lớn, ông có biết lần này tập đoàn đã thất thoát bao nhiêu không? Đường Đức Minh hốt hoảng mồ hôi đầm đìa nhìn những người cổ đông. Đường Đức Minh, lương tâm của ông bị chó tha mất rồi sao? Đúng là đồ lương tâm chó gặp, những tiếng chỉ rủ không ngừng vang lên. Đường Đức Minh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của tập đoàn, nay tôi với cương vị là người quản trị, kiến nghị với ban giám đốc, bãi miễn chức vụ của Đường Đức Minh tại công ty, trục xuất ông ta ra khỏi hội đồng quản trị." Cố Ninh lạnh lùng nói, "May dám, may là cái thá gì?" Đường Đức Minh tức giận hét lên tay ông ta nắm chặt nổi gân xanh, lãnh thiếu Đình phát giác hành động khác thường của ông ta. Tao giết mày, ông ta hét lên rồi nhào đến muốn tấn công cô. Thành thật chút đi, Lãnh Thiếu Đình ra tay nắm mặt ông ta diêm xuống bàn phát to ra một tiếng tiếng bốp, anh lạnh lùng cảnh cáo nói: "Đây cũng không phải là chuyện một mình cháu có thể giải quyết, cháu chỉ xin ý kiến từ mọi người mà thôi." cô Ninh mỉm cười lạnh lùng nói, các vị cổ đông đứng gần đó ai cũng đang tức giận đầy mặt. Cô nghĩ thầm, các vị cổ đông này đa số đều sỏi đời, họ không muốn đắc tội một ai, nhưng chỉ cần một kẻ dám ra tay đụng đến lợi ích chung thì bọn họ sẽ lập tức xé xác đối phương đến không còn một mảnh vụn. Tôi đồng ý, một người lớn tiếng nói, ngay sau đó liền có người khác tán thành tôi cũng đồng ý loại người như ông ta không xứng được giữ lại trong tập đoàn đuổi ông ta đi mọi người không ngừng nói cô ninh nhìn đường đức minh đang bị khâu chế trên bàn vui vẻ nghĩ thầm đối phó với loại người như đường đức minh đơn giản ghê đã nghe thấy chưa toàn bộ đều tán đồng cô ninh mỉm cười nói đường đức minh đen mặt tức giận run rẩy nói vòng vo cái gì mưu kế hay đó đường đức minh chú đừng gấp tập đoàn cũng để tình chú đã có đóng góp bao năm nay cô ninh vừa nói vừa nhận hồ sơ từ tay toàn minh khải bảo sẽ chỉ xử lý nhẹ mà thôi với điều kiện là chú phải dùng cổ phần của mình để bù đắp thiệt hại cho công ty công nghệ g lần tập đoàn cố ninh đưa tờ giấy ra trước mặt đường đức minh nói đây là biên bản chuyển nhượng cổ phần đường đức minh chỉnh cà vạt đầu ông ta lấm tấm mồ hôi lạnh lùng nói tao không đồng ý thì mình định làm gì vậy thì chỉ có thể tiễn chú vào tù ngồi thôi chứ sao đây làm theo luật pháp Cô ninh lạnh lùng nói cháu đảm bảo khi đó một đồng tiền chú cũng không giữ lại được đường đức minh cau mày tức giận nếu như được tự do thì không sợ không thể chuyển mình cố ninh hãy chờ đó cho tao ông ta suy tính nghĩ thầm trong lòng ông ta tức giận nghiến răng nói tôi đồng ý vào lúc tối muộn một người đàn ông đang đứng trước cổng một ngôi nhà nguy nga cầm bộ đàm trên tay đường đức minh nói vào hệ thống khóa là tôi đức minh tiếng của cao lớn tự động mở ra tiếng lạch cạch không ngừng vang lên đường đức minh bước vào trong cách đó không xa có một người đàn ông đã quan sát hết mọi chuyện vừa xảy ra ninh ninh nơi mà đường vĩ ung ẩn náu đã được tìm thấy thiếu đình nói vào tai nghe cố ninh đáp lại trong điện thoại quả nhiên chỉ có anh mới làm được bạn trai em không hổ là đội trưởng đội xích diễm ha cố ninh mỉm cười cúc máy Cá đã cắn câu rồi, thu lưới thôi. Cố Ninh ngồi dựa trên ghế mình cười nói. Bên ngoài tòa biệt thự âm u, lạnh lẽo, tiếng quát tháo từ bên trong vang vọng ra ngoài. Phế vật, chút chuyện này làm cũng không xong. Đường Vĩ Dung do xúc động mạnh nên lên cơn đau tim, ông ta ôm lấy ngực mình ho, cụ cụ. Đường Đắc Minh vuốt vuốt lưng ông ta giải thích là ta nhất thời sơ hở trúng kế của nhà đầu đó, người bớt giận. Đường Vĩ Dung khó khăn lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nghiến răng nói, hay cho một con cố Ninh. Lúc trước là ta xem thường cô rồi, không hổ là con gái của Đường vân Phiên, đâu đâu cũng đối đầu với ta. Đường Đắc Minh hỏi, chúng ta có cần thu tóm thế lực dưỡng sức không? Bây giờ Cố Ninh đang nổi, ta sợ nó nhắm vào người. Đường Vĩ Dung giận dữ gào, không được lui, mấy hôm trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc cô ta đã nhìn chúng chúng ta rồi. Ra tay với ông chính là ép ta xuất sơn. Đường Đắc Minh nghe vậy hỏi, ông muốn tìm người đó ra tay sao? Đường Vĩ Dung mặt hàm hàm nói, tình người hắn nợ ta, là lúc nên trả rồi. Thời gian của ta không còn nhiều, thù này không báo, chết không nhắm mắt. Đức Minh, ông chuẩn bị đi, ta phải đích thân đi gặp hắn. Đường Đức Minh đáp, cùng lúc đó tại biệt thự đường ra bên trong phòng làm việc của đường vân phàm cố ninh đưa cho đường vân phàm một tờ giấy nói chú xem đây là thiếu đỉnh vừa gửi cho con tờ giấy đó là tấm ảnh của đường vĩ dung được đường đức minh ở phía sau đẩy xe lăn ở bên cạnh đường đức minh còn có một người đàn ông khác đường vân phàm nhìn tấm ảnh nói đường vĩ dung giấu lâu như vậy lúc này ló đầu ra xem ra muốn tuyên chiến với chúng ta cố ninh nói đường đức minh bị sa thải tương đương với chặt một cánh tay của hắn mất đi năng lực làm mưa làm gió ở tập đoàn họ còn chưa gì sao cô bất chợt nhận ra gì đó trừng mắt nói chờ đã người đi cùng đường vĩ dung gia chủ mục gia mục húc hưng cố ninh hỏi chú hiểu biết bao nhiêu về mục gia đường vân phàm đáp không nhiều chỉ gặp qua vài lần trên thương hội kinh doanh của mục gia ở gần thành phố phương hướng kinh doanh khác với đường gia trước giờ không có hợp tác gì đường vân phàm siết chặt tấm ảnh nói tiếp nhưng ta nghe người bên cạnh nói nước của mục gia rất sâu hắn có thể ngồi lên vị trí gia chủ chắc chắn cũng không phải dạng vừa gì cố ninh nhíu mày tiền gần nhìn tấm hình nói gương mặt của mục húc hưng sao càng nhìn càng quen mắt vậy hình như từng gặp ở đâu rồi cô cầm tấm hình rời đi không quên vẫy tay nói với đường vân phàm con phái người đi điều tra muộn một chút cho chú đáp án đường vân phàm đáp à được tại biệt thự hoa phủ sơn thủy cố ninh nói qua điện thoại ca giúp tôi điều tra một người ca chỉ vừa mới tắm ra còn chưa lau khô đầu than thở cô chủ chuyện gì vậy châu ngư cũng có thời gian nghỉ ngơi tóc tôi còn chưa lau khô cô đã hối tôi tăng ca rồi cố ninh nghe vậy nói đừng than tôi cho cậu gấp đôi tiền tăng ca cô hỏi tiếp phải rồi tổng bộ kinh thành gần đây có tình hình gì không vết thương của thương giật thế nào rồi ca ném chiếc khăn tắm ra đằng sau tự hào nói có hai tôi tọa chấn có thể có chuyện gì thương giật có thể chạy có thể nhảy cả ngày mong cô có thể đến bắc kinh kiểm tra công việc cố cô ninh nghe vậy vui vẻ cười nói phụt chờ tôi bận xong chuyện hải thi sẽ qua thăm hai người ca ở bên kia quỳ dạp xuống nói tạ chủ long ân cố ninh chợt nghĩ thầm bây giờ nghĩ lại gương mặt của mục húc hưng hình như có chút giống ca cô nói tài liệu gửi qua rồi nhìn cho kỹ người này có thể có liên quan với cậu ca chống tay xuống bàn tự tin nói ai 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 cô đừng chú tôi nha người tôi cha đều là kẻ ác cùng cực tôi không muốn có liên quan đến loại người này ca di chuyển con trỏ chuột đến bức ảnh mới nhất và bấm vào nó bỗng anh trở nên sừng sốt nhíu mày chừng mắt trước những gì đang đập vào mắt mình anh vẫn chưa hoàn hồn nói sao lại là ông ta cố ninh nghe vậy thì chắc chắn với những suy nghĩ của mình cậu quả nhiên quen ca vẫn còn nhíu mày nói với thái độ căm ghét người này có hóa thành cho tôi cũng nhận ra anh run run nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nói bà chủ cố tôi thật sự cảm ơn cô cha một người cũng có thể cha lên đầu cha ruột tôi cố ninh nhíu mày thầm nghĩ ca chưa từng kể qua thân thế của cậu ấy mình vốn tưởng họ chỉ có chút quan hệ họ hàng không ngờ lại là cha ruột ca đan những ngón tay vào nhau đưa thẳng cánh tay ra tự tin nói cái này không cần phải cha mục hức hương tôi hiểu quá rồi cô muốn biết điều gì tôi đều có thể nói cô biết cố ninh nghe vậy thầm nghĩ nghe ngữ khí quan hệ của họ hình như không tốt lắm cô lưỡng lự không biết như nào mới đúng nói tiện nói không có hơi ca ngửa đầu tựa vào ghế nói chẳng qua là chuyện năm xưa với cô có gì không thể nói chứ anh nói tiếp tôi vốn tên mục giã mẹ tôi là vợ của mục húc hưng con người mục húc hưng vô cùng máu lạnh trong mắt chỉ có thể nhìn thấy lợi ích hắn có thể đạt đến vị trí này toàn dựa vào tính kế dơ bẩn năm đó hắn vì danh lợi lừa mẹ tôi ly hôn bỏ vợ con làm con rể danh môn của hứa thị hắn vì tỏ lòng trung thành với nhà họ hứa không tiếc phái người giết vợ con chân của tôi để lại bệnh trong lần chạy trốn nó. sau này hắn đạp trên cơ nghiệp của hứa thị mưu đồ đoạt quyền thành công xây dựng mụ gia nổi tiếng như hôm nay mà hứa ra từng huy hoàng cuối cùng bật vô âm tín mẹ tôi bị mục húc hưng lừa gạt tình cảm đến chết lúc qua đời ngay cả tiền mua một cái quan tài cũng không có mẹ không muốn tôi bị hận thù che mờ mắt trước khi chết cảnh cáo tôi đừng phục thù sống cuộc sống yên ổn của bản thân tôi mới mai danh ẩn tích đến nay nghe được câu chuyện về quá khứ của ca cố ninh cảm thấy đồng cảm mà thầm nghĩ không ngờ ca lại có cùng cảnh ngộ với mình mục húc hưng và đường bính xâm loại rác rưởi đó đúng thật là chung một đường cô nói nếu cậu muốn báo thù tài liệu bên tôi cậu tùy ý dùng ca nghe vậy nói cảm ơn cô chủ ca cười thỏa mãn nói ha 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 chờ đó đi bây giờ để tôi gặp được hắn là ý trời tôi sớm muốn để hắn trả giá anh hỏi cố ninh nhưng cô chủ tại sao cô lại điều tra hắn các người giao thủ với nhau rồi sao cô ninh dục anh ngồi dậy ngồi dậy ca lập tức ngồi bật dậy bắt đầu công việc của mình ca nói bên tôi điều tra thấy hắn có cấu kết với đường vĩ dung và đường đức minh vậy thì thú vị thật đấu với cô đủ mục húc hưng chịu rồi tôi tiết lộ cho cô biết thêm chút nội tình cố ninh kinh ngạc nói đây là gì ca giải đáp cho cô đây là mục gia và mạng ngầm của các thế lực mục húc hưng không phải người làm ăn đàng hoàng kinh doanh vẫn không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Ca ngồi gác chân lên bàn thao thao bất tuyệt nói tiếp, sản xuất ngầm nhiều không đếm xuể, quan hỏa, ám sát, buôn lậu, tình báo, chỉ cần có thể mưu lợi, không có gì họ không dám làm. Cô chủ, lần này phải mời người đại diện chính đạo như cô đây, trừ hại cho dân rồi. Cố Ninh đáp, được, tôi biết rồi. Cô bấm nút tắt cuộc gọi với ca. Cô Ninh thầm nghĩ, Đường Vĩ Dung tìm mục ra, xem ra muốn chết chung với chúng ta rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thiếu Đình từ từ bê khay để cốc sữa tiến vào nói, Uống sữa xong ngủ sớm đi, gần đây em mệt quá rồi." Cố Ninh nhận lấy cốc sữa từ tay Thiếu Đình, nhân tiện nói với anh, "Em có dự cảm không tốt, luôn có cảm giác bây giờ là sự bình yên trước mưa bão." Thiếu Đình đặt tay lên vai Cố Ninh, đưa mặt tới gần cô rồi nói, "Không phải lo, anh tin phán đoán của em có thể bảo vệ mọi người, em có kế hoạch gì, anh bố trí giúp em." Cố Ninh nghe vậy chậm rãi nói, "Vậy thì." Cô bất ngờ ôm anh, ngước mặt lên cười tươi nũng nịu nói, "Hôn một cái." Thiếu Đình bị vậy thì đỏ hết cả mặt nói với cô, "Đừng gạo anh, gì còn ở ngoài." Cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau với những ánh mắt yêu thương cô ninh khẳng định rằng hôn một cái mẹ em sẽ không phát hiện thiếu đình đáp lời cô em đã nói như vậy rồi anh còn có thể từ chối em sao nói rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn đồng thắm họ dừng lại hai đôi môi từ từ tách nhau ra cô ninh tựa vào lồng ngực thiếu đình an tâm nói quả nhiên người bạn linh hồn có thể cung cấp giá trị cảm xúc xuất sắc trong lòng em một chốc đã ổn định rồi thiếu đình dịu dàng xoa xoa đầu cô cô ninh ngước đầu lên nói với anh thiếu đình tìm mấy người đáng tin lén lút đón anh cao và chị kiều từ thành phố ép sang đây có chuyện kín đáo họ làm sẽ thích hợp hơn thiếu đình đáp được hai người ngồi trên giường cố ninh nói tường tận về kế hoạch cho thiếu đình nghe cô cầm cốc sữa đưa lên miệng nói kẻ địch trong tối ta ngoài sáng chỉ cần không bước dây động rừng họ sẽ từng bước từng bước rơi vào bẫy thiếu đình ôm cố ninh từ phía sau cố ninh cũng ngước mặt lên nhìn anh thiếu đình bảo cô yên tâm đi chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua trận mưa bão này vào một buổi đêm không trăng không sao tại nhà họ đường có một bóng người toàn thân mặc đồ đen che hết cả mặt mũi lén lén lút lút nhảy vào trong phòng của đường vân phàm anh ta nhìn đường vân phàm đang nằm bất động thở oxy trên giường rồi so sánh với hình ảnh mà bản thân nhận được anh ta thầm nghĩ xác định mục tiêu phải giải quyết tên không thể cử động này trước nghĩ rồi tên ám sát giơ một khẩu súng đã được lắp ống giảm thanh chĩa thẳng về phía đường vân phàm đột nhiên có một bàn tay vươn ra cướp lấy khẩu súng đó cô ấy nhanh chóng chế ngự được tên ám sát khiến cho anh ta phải đau đớn hét lên iso ngay tức khắc khẩu súng mà hắn mới vừa cầm định để giết người giờ đây lại được chĩa thẳng vào đầu của anh ta kiều a nhướng mày âm trầm nói hê hey anh em nửa đêm làm chuyện xấu cẩn thận quỷ bám lên người nói rồi kiều á đá bay tên ám sát đó xuống đất khiến anh ta phải đau đớn rên lên một tiếng ừ. căn phòng nhanh chóng được bật sáng đèn lên cố ninh bước ra từ phía sau cô lại gần ân cần hỏi thăm đường vân phàm chú không sao chứ không sao đường vân phàm ngồi dậy gỡ bình thở oxy ra rồi bảo may mà con đã sớm sắp xếp tên ám sát đó khi nhìn thấy đường vân phàm có thể cử động được thì liền kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào đường vân phàm thấy anh ta lộ xộn như vậy kiều á liền dí sát súng vào đầu anh ta rồi hét to thành thật chút tên ám sát đó trầm giọng nói giết tôi nghe hắn nói như vậy cố ninh liền giật mình thốt lên không hay hắn muốn tự sát ngay sau đó cô tiến tới nắm chặt lấy cầm của tên ám sát cố ninh dứt khoát dùng một chiêu thức để tháo khớp hàm của anh ta khiến cho anh ta phải đau đớn hét lên oa và nhả viên thuốc độc trong miệng ra cố ninh gần giọng nói với tên ám sát đang chật vật riêng gì ở dưới đất tôi đã nói là cậu có thể chết chưa nói rồi cô quay sang bảo kiều á lắp cầm của hắn lại đi muốn chết thoải mái không dễ vậy dạ kiều á đáp ứng nói dặn dò xong cố ninh liền quay người đi gọi một cuộc điện thoại cho lãnh thiếu đình cô lo lắng hỏi thiếu đình bên phía ông thế nào rồi đã khống chế rồi lãnh thiếu đình lên tiếng trả lời chỗ này không tiện lát nữa anh đến tìm em được cố ninh đáp sau khi kiều á lắp cầm lại cho tên ám sát thì liền kinh ngạc thốt lên cậu là hắc miêu anh ta cũng ngơ ngác nói phi điểu sao cô còn sống trên bảng huyền sát chỉ có chết mới có thể khử danh kiều á tươi cười nhìn về phía cố ninh bảo cô chủ giúp chúng tôi xóa đi thông tin trên bản huyền sát tôi và phi ưng không còn là người của tổ chức nữa nghe vậy hắc miêu liền thầm ngưỡng mộ nói các người thật tốt số, lại có thể sống cuộc sống của người bình thường, rơi vào trong tay các người tôi nhận rồi. Thấy Kiều Á và Hắc Miêu đang nói chuyện, cô Ninh liền tiến tới hỏi thăm, chị Kiều, các người quen biết. Kiều Á trả lời cô, ưm hắn cũng ở trên bản huyền sát, sau khi bị truy sát chúng tôi đã mất liên lạc. Thấy mọi chuyện đã tới nước này, Hắc Miêu liền nhắm mắt buông xuôi nói, tôi không nói gì cả, các người giết tôi đi, ngày tháng như vậy tôi sống đủ rồi. Cô Ninh âm thầm tán thưởng vị đang chán nản buông xuôi kia, xem cái chết một cách bình thản Hắc Miêu này khá có ngạo cốt, mình kiếp trước cũng ôm theo tín niệm như vậy làm sát thủ người như vậy dùng đúng nơi nhất định là một trợ thủ xuất sắc nghĩ rồi cố ninh đi tới ngồi xổm trước mặt của hắc miêu bình tĩnh lên tiếng bảo cậu muốn sống cuộc sống bình thường không tôi có thể giúp cậu loại trừ thông tin trên bảng huyền sát cho cậu một chốn dung thân nghe thấy những lời này của cố ninh lãnh thiếu đình liền kinh ngạc mở to mắt hỏi lại cô tại sao tôi sẽ không nói cho cô biết gì cả cố ninh nheo mắt cười khẽ nói cậu tưởng cậu không nói thì tôi cái gì cũng không biết sao chẳng qua là mục gia hoặc đường vĩ dung nghe đến những cái tên này hắc miêu liền sợ hãi đến toát mồ hôi anh ta thốt lên bắt cá trong dọ cô sớm đã biết rồi cố ninh búng tay cười đáp đúng vậy nếu không cậu tưởng tại sao nhiệm vụ hôm nay của cậu lại thất bại hắc miêu nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cố ninh bảo cô muốn lấy được gì từ chỗ tôi nếu làm cái máy giết người thì có khác biệt gì với lúc ở mục gia tôi không muốn làm công cụ mặc cho người ta chém giết nữa ha cố ninh cười lạnh một tiếng cô đứng lên nhìn thẳng về phía hắc miêu bảo cậu khá biết tranh thủ cho mình yên tâm đi tôi là người làm ăn không làm chuyện phạm pháp tôi chỉ muốn tìm người giúp đỡ đáng tin giúp tôi quản lý sản nghiệp mà thôi đơn giản vậy sao Nghe thấy yêu cầu này của Cố Ninh, Hắc Miêu không thể tin nổi nói, anh ta nghĩ thầm trong đầu, đây hoàn toàn không giống điều kiện trao đổi, mà là đang giúp mình. Kiều Á ngồi bên cạnh cũng vui vẻ lên tiếng khẳng định lại lời nói của Cố Ninh, Hắc Miêu lời cô chủ nói là thật, tôi và Phi Ưng chính là đang làm việc cho cô ấy, cô ấy rất tốt với chúng tôi. Cố Ninh lên tiếng hỏi Hắc Miêu, sao hả, cậu bằng lòng theo tôi không? Hắc Miêu thầm suy nghĩ trong lòng, hoàn cảnh của mình như vậy cũng không có gì để mất, nghĩ rồi anh ta vui mừng đáp lại lời Cố Ninh, tôi bằng lòng. Sau đó Cố Ninh quay người rời đi, trước khi đi cô lên tiếng dặn dò Kiều Á chị kiều hắc miêu giao cho chị còn nữa giúp em chú ý sát thủ trên bảng huyền sát kiều á nghe vậy liền kinh ngạc hỏi ái cô muốn làm gì cố ninh quay đầu lại nhướng mày đáp tôi muốn tập kết một vài sát thủ sau này gặp chuyện như vậy cũng không đến mức quá bị động bên này tại căn nhà của mục gia đường đức minh nghe xong tin tức được báo lại qua điện thoại thì liền vui mừng hét to tin tốt tin tốt ông ta quay sang cười nói với đường vĩ dung bên đó chuyển tin đến đường vân phàm chết rồi chúng ta đắc thủ rồi Đường Vĩ Dung vẫn âm trầm vuốt ve con mèo của gã rồi ra lệnh với Đường Đức Minh, bảo Hắc Miêu mang đầu của Đường Vân Phàm đến gặp ta, ta phải đích thân xác nhận. Nói xong gã ta liền đắc ý cười to một tiếng, ha 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 lần này cuối cùng cũng hạ màn rồi. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có một vài tia sáng le lói phát ra những cây nến đang cháy. Đường Vĩ Dung đang âm trầm ngồi trên xe lăn, phía sau ông ta là cả một đoàn người vệ sĩ mặc áo sơ mi đen. Đường Đức Minh đi tới đưa một chén thuốc cho Đường Vĩ Dung rồi nói, thuốc buổi tối đã làm ấm rồi, người uống lúc nóng. Đường Vĩ Dung xua tay từ chối bảo, không uống ông ta cao mày bảo mình đầy mùi thuốc làm sao gặp khách hôm nay là ngày quan trọng đột nhiên có vài viên đạn từ ngoài cửa bắn vào khiến cho những người vệ sĩ đang canh gác ở bên ngoài bị té ngã hết cả ra mọi người kinh hoàng la lên a đạt tê thấy vậy đường đức minh liền vội vàng che chắn cho đường vĩ dung ông ta hét to lên với đám vệ sĩ bảo vệ ông chủ nói rồi ông ta nhanh chóng đẩy đường vĩ dung rời đi vừa đi ông ta gần giọng nói xem ra chỗ này bị lộ rồi tôi dẫn người rời đi nhưng không để hai bọn họ kịp trốn thoát kiều á đã đạp bể cửa sổ xông vào cô đá bay một tên vệ sĩ đang đứng gần nó ngay sau đó hắc miêu cũng tiến vào đánh gục hai tên vệ sĩ đường đức minh thấy người đến là hắc miêu liền nổi gân xanh tức giận nói hắc miêu tên phản đồ người lúc bọn họ đã chạy đến trước cửa thì có một bóng người đứng ra chặn trước mặt họ đó chính là đường vân phàm ở phía sau ông là hai người cố ninh và lãnh thiếu đình cố ninh lạnh lùng nhìn ông ta rồi bảo chúng tôi từ xa đến ông chạy gì chứ thấy rõ gương mặt của đường vân phàm đường vĩ dung liền tức tối gào lên đường vân phàm ngươi dựa vào đâu còn sống đường vân phàm nhíu mày đáp lại sao vậy tôi không trách khiến anh họ thất vọng rồi đường vĩ dung tức điên lên hét to vào mặt đường vân phàm đường vân phàm ngươi hại chết vợ con ta sao ngươi còn không đi chết đường vân phàm lạnh giọng đáp trả lại ông ta đừng tạt nước dơ lên người tôi thứ hại chết họ rõ ràng là dã tâm của anh nếu không phải anh một mực muốn dẫn họ quá cảnh lúc thời tiết mưa bão máy bay sao lại xảy ra sự cố nghe những lời buộc tội này từ đường vân phàm đường vĩ dung liền run rẩy rít lên ngươi bớt ngụy biện mọi thứ đều do ngươi ép đường vân phàm tiếp tục lạnh giọng vạch trần ông ta ta chưa từng đem đấu tranh của chúng ta liên lụy đến người bên cạnh ngược lại anh lại khắp nơi hại người nhà của tôi 19 năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Nói tới đây Đường Vân Phàm liền không nhịn được gào to, Đường Vĩ Dung rõ ràng là anh hiếp người quá đáng. Nghe thấy những lời này, Đường Vĩ Dung không những không thấy hối lỗi mà ông ta còn lấy nó làm lẽ đương nhiên gào lên, họ đáng đời, mùi vị nhà tan cửa nát ngươi cũng nên nếm thử. Thứ ta mất đi ngươi cũng không được có. Thấy thái độ của Đường Vĩ Dung như vậy, Đường Vân Phàm liền chán nản lắc đầu nói, chết không hối cải. Ông hạ mất trầm giọng bảo, nửa đời sau anh nên trục tội đi, anh họ tốt của tôi, trong lúc đó những chiếc xe cảnh sát cũng đã tới nơi để bắt giữ tội phạm nhưng đột nhiên đường vĩ dung rút một khẩu súng lục từ trong túi áo của ông ta ra ông ta chĩa thẳng súng về phía đường vân phàm thét lên cái gì thắng là vua thua làm giặc ta mới không tin số mạng đường vân phàm ngươi phải chết cùng ta nói rồi ông ta liền bắn một phát súng thẳng vào người của đường vân phàm cố ninh thấy vậy liền vội vã hét lên chú cẩn thận nhưng viên đạn đó đã bắn trúng đường vân phàm khiến cho ông ấy đau đớn thốt lên hự bắn xong đường vân phàm đường vĩ dung liền giơ súng đặt lên bên thái dương của mình ông ta cười điên cuồng nói không ai có thể quyết định mạng của tôi thứ có thể giết tôi chỉ có bản thân tôi vừa dứt lời ông ta liền nổ một phát súng vào đầu mình để tự sát máu của ông ta bắn ra tung tóe văng lên khắp người đường đức minh khiến cho ông ta hốt hoảng hét lên ông chủ khi nhận thức rõ được cảnh tượng trước mắt đường đức minh liền run rẩy sợ hãi nói ông chủ nếu đã kéo đường vân phàm ra đỡ cũng xem như thành một việc vậy tôi cũng ông ta vừa nói vừa run rẩy giơ một khẩu súng lên thái dương của mình để tự sát nhưng bàn tay run rẩy và giọng nói đầy vẻ sợ hãi đã bộc lộ ra hết sự hèn nhát trong con người của ông ta thấy thế cố ninh liền tiến tới đá bay khẩu súng trên tay đường đức minh đi cô lạnh giọng vạch trần ông ta ông không có gan chết phải không? Các người làm nhiều chuyện sai trái như vậy, phải để lại người chuộc tội chứ? Nghe những lời này của Cố Ninh, Đường Đức Minh đang chật vật quỳ dạp dưới đất liền giả vờ âm trầm cảnh cáo cô, "Hôm nay không giết tôi sau này cẩn thận tôi kéo cả nhà cô đi chết cùng Đường Vân Phàm." Ở bên này Lãnh Thiếu Đình đang nhẹ nhàng đỡ lấy Đường Vân Phàm, anh ân cần hỏi thăm, "Chú có bị thương không?" Đường Vân Phàm cau mày đáp lại, "Không sao." Ông vừa lấy ra một đồ vật nhỏ màu xanh đang phát sáng vừa vui mừng nghĩ thầm trong lòng, "May nhờ Ninh Ninh lắp máy phòng thân loại mới này trên người mình trước." thấy đường vân phàm không có mệnh hệ gì đường đức minh liền kinh ngạc la lên đường vân phàm ngươi chưa chết ông ta nhíu mày suy đoán vậy ông chủ chẳng phải sau khi đã nhận thức được rõ ràng mọi việc đường đức minh liền quay sang tức giận gào lên với cố ninh các người thật sự là quá bị ổi tôi sẽ không bỏ qua cho các người cố ninh nhìn ông ta đầy khinh bỉ bảo ông còn mặt mũi nói bị ổi cũng chỉ bây giờ cứng họng nhiều tội cùng phạt ông sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy mặt trời nữa ngay sau đó đường đức minh lập tức bị cảnh sát áp giải lên xe lúc lên xe ông ta vẫn còn ra mùng cãi lao nói hu hu tôi oan tôi không làm gì cả Đường Vân Phàm tiến tới nhìn đến cái xác của Đường Vĩ Dung đang nằm dài trên đất, ông nhẹ giọng lên tiếng, lúc trước ngươi có từng tính đến, ngươi sẽ từng bước đẩy mình đến kết cục này không? Đường Vân Phàm đau đớn nhớ lại những cảnh tượng lúc hai người vẫn còn hòa thuận với nhau trong quá khứ, Đường Đức Minh đã từng thân thiết vỗ vai ông và nói, yên tâm có hai chúng ta, tập đoàn Đường Hoàng nhất định sẽ trở thành doanh nghiệp mạnh nhất vương quốc đế phủ Đông Hạ. Rồi Đường Đức Minh cũng nhớ lại cảnh tượng hai người trở mặt thành thù, Đường Vĩ Dung đã nghiến răng nghiến lợi, oán khí đầy mình nói với ông, nếu đã sinh người hà tất sinh ta, sau hôm nay hai ta không chết không thôi hồi tưởng lại hết những gì mình và đường vĩ dung đã trải qua đường đức minh không khỏi buồn bã ông tiến tới gọi một tiếng cuối cùng anh họ mặt trời xuống núi rồi nói rồi ông đưa tay nhẹ nhàng hạ mắt của đường vĩ dung xuống làm xong mọi thứ đường vân phàm đứng lên nhìn về phía cố ninh và lãnh thiếu đình nhẹ nhõm bảo kết thúc màn đấu gần 20 năm này tôi cũng có thể cho người nhà tôi một câu trả lời rồi nghe vậy cố ninh liền gật đầu đồng ý cô nhìn về phía mặt trời đang từ từ ló dạng ở phía xa liền vui mừng nghĩ thầm mặt trời mới dâng lên rồi sau khi kết thúc mọi chuyện đường ra mở tiệc ăn mừng Thiếu Đình đã theo Cố Ninh đến cửa vẫn lo lắng hỏi, "Ninh Ninh tiệc nhà của bọn em, anh đi thích hợp không?" Cô Ninh nhẹ nhàng trấn an, "Sao không thích hợp, lần này anh đã giúp một việc lớn." Thiếu Đình vẫn chưa hết sốt sáng hỏi, "Mặc như vậy không thất lễ chứ, quà anh mang các trưởng bối sẽ thích chứ?" Cô Ninh thấy vậy cười khẩy trêu đùa, "Lời hôm nay của anh hơi nhiều, lãnh đại thiếu gia chẳng lẽ sợ rồi?" Thiếu Đình nghe vậy đỏ ửng mặt đáp, "Không có anh chỉ là muốn để lại ấn tượng tốt cho người nhà của em." Trong nhà Đường lão đang vui vẻ cười đùa với hai cô gái, ông lớn tiếng ra lệnh cho người hầu, "Người đâu để hai chậu thù du ra ngoài cửa cho ta, khử đi không khí xui xẻo thời gian này rồi quay sang hỏi con dâu lệ hoa à thực đơn tiệc tối nay định xong chưa tuyệt đối không được xảy ra sai sót lệ hoa tươi cười đáp sớm đã chuẩn bị ổn thỏa rồi người nghỉ ngơi đi đúng lúc này ninh ninh cùng thiếu đình cũng bước vào cố ninh giơ tay vẫy chào gọi cô lệ hoa cũng vui vẻ chào hỏi ninh ninh đến rồi vân dung lại để ý thiếu đình bên cạnh mà hỏi dô tiểu soái ca này là ai vậy chẳng lẽ là người bạn đã giúp đường ra cố ninh cũng không ngần ngại mà giới thiệu anh ấy là bạn trai con lãnh thiếu đình hôm nay con dẫn ông ấy đến gặp qua các vị trưởng bối Thiếu Đình nghe vậy ngạc nhiên gọi cô, "Ninh Ninh." Hai bác gái thì sừng sốt nhắc lại, "Bạn trai, Đường lão chỉ khẽ cười thầm nghĩ, may mà ta sớm đã biết nếu không sẽ thất thố như họ." Thiếu Đình trong lòng như nở hoa mà nghĩ, công khai quan hệ của chúng ta trước mọi người, Ninh Ninh muốn quang minh chính đại cho mình danh phận rồi. Đường Vân Phàm lúc này cũng từ trên tầng bước xuống, trông thấy bọn họ khẽ nhíu mày thầm nghĩ, tuy đã đoán được nhưng sao vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Nghĩ rồi ông ghé sát Cố Mạn thầm hỏi, "Mạn Mạn con gái yêu đương có hơi sớm quá không?" Cố Mạn chỉ khẽ cười trả lời, "Chỉ cần Ninh Ninh vui là được, có chừng có mực. Một lát sau cả nhà đã hội tụ đông đủ trong bàn ăn. Thiếu Đình liên hồi kể lệ như robot, tổ tiên con ở kinh thành có cương vị ổn định, năm nay 27 tuổi không có sở thích không tốt, không có kinh nghiệm tình cảm, Ninh Ninh là tình đầu của con. Trong đầu tảng băng lớn chỉ chăm chăm một suy nghĩ, hôm nay nhất định không được làm Ninh mất mặt. Cô Ninh thì ở bên cạnh cười ngại, không ngờ gặp người nhà cảnh tượng của Thiếu Đình lại đặc sắc như vậy, đúng là khổng tước xòe đuôi. Đường lão cuối cùng cũng để ý đến lời Thiếu Đình mà hỏi lại, Lãnh gia kinh thành, cậu là cháu của Lãnh Vệ Hoa, Thiếu Đình ngay lập tức đáp, đúng vậy đường lão vô cùng cẩn trọng nghĩ cháu trưởng của lãnh gia rồi ông cất tiếng hỏi trà trách lần đầu lúc ta gặp cậu đã cảm thấy có chút quen mắt cậu mang theo mục đích gì qua lại với ninh ninh nghe vậy thiếu đình ngay lập tức bật đứng dậy lớn giọng tuyên bố con yêu ninh ninh con muốn kết hôn với cô ấy đường lão vẫn ra vẻ khó tính nói cậu mơ đi cháu gái của đường hải phong ta dễ cưới vậy sao thiếu đình thấy vậy chỉ đành quyết tâm cháu nghiêm túc ạ à, con sẽ xem ninh ninh như mạng của mình yêu thương cô ấy cả đời nếu các trưởng bối không đồng ý con sẽ chờ đời này không phải cô ấy con không cưới vừa nói thiếu đình vừa bất giác siết chặt tay của ninh cố ninh nghe thiếu đình kiên định vậy thầm mừng trong lòng được người ta kiên định lựa chọn thì ra là chuyện hạnh phúc như vậy sao vân dung bây giờ mới lên tiếng can ngăn ba ba làm gì vậy được rồi các người đừng dọa nó nữa gia khải cũng cười xòa xua đi bầu không khí căng thẳng em rể mau ngồi xuống ăn cơm nghiêm túc vậy làm gì Bây giờ đường lão mới cười to nói tiểu tử ta nhớ lời hôm nay cậu nói rồi nếu sau này để ta phát hiện cậu ăn hiếp ninh ninh ta nhất định đánh chết cậu đường ra bọn ta không sợ lãnh ra các người thiếu đình chỉ chờ có thế mắt sáng bừng lên hỏi lại ông đồng ý rồi sao nghe vậy đường lão vừa lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ấy cậu đừng được nước làm tới chuyện kết hôn tiểu tử cậu nói không tính phải để ông cậu đích thân đến thiếu đình không trần trừ liền đáp nhất định nhất định rồi đường lão lại giả bộ ho khụ khụ quay sang vân phàm và cố mạn hỏi ninh ninh xong rồi hai người thế nào không thể để hôn lễ của con gái trước hai người được vân phàm đỏ ửng mặt đáp con còn đang cố gắng theo đuổi mạn mạn chờ cô ấy chấp nhận con đột nhiên cố mạn ở bên cạnh cất tiếng em từ chối anh khi nào cơ hội chẳng phải đã cho anh rồi sao nghe vậy vân phàm bất ngờ thốt lên mạn mạn em Cố Mạn tiếp tục nói, bỏ lỡ lâu như vậy em không muốn lãng phí thời gian nữa, chẳng qua là hôn lễ gì đó, với tuổi tác bây giờ của chúng ta hơi khó xử hay là thôi đi. Đột nhiên Vân Phàm nắm chặt lấy tay Cố Mạn. Ông nghiêm túc nói, không thứ anh hứa với em một thứ cũng không thể ít, anh đều phải làm được, chỉ cần em bằng lòng gả cho anh, anh sẽ cho em hôn lễ lớn nhất. Đường lão thấy vậy cười lớn, ha 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 nhà này cuối cùng cũng viên mãn rồi, Vân Dung cũng không tiếc lời, phải đó hôm nay chuyện vui gấp đôi là điểm tốt, hôn lễ của Vân Phàm và em dâu phải mau chóng chuẩn bị. Cố Ninh bây giờ mới quay sang hai người lớn mà nâng ly chúc, ba mẹ ly rượu này kính hai người khổ tận cam lai, đứa bé hạnh phúc có thể tham dự hôn lễ của cha mẹ như con công nhiều. Vân Phàm nghe vậy cười rạng rỡ không tin nghĩ, Ninh Ninh vừa gọi mình là gì, cuối cùng nó cũng chịu nhận mình rồi, Cố Mạn thấy ông cứng đờ người ra thì nhắc nhở, ngây ra làm gì mau uống đi. Vân Phàm cũng ngay lập tức nâng cốc uống cạn. Mỉm cười dịu dàng nhìn gia đình nhỏ của mình. Cả nhà cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Cố Ninh cũng không giấu nổi sự vui mừng, người yêu bên cạnh gia đình viên mãn, đây mới là thời gian hạnh phúc nhất lúc này mọi người đang cùng nhau ăn uống vô cùng vui vẻ bọn họ vui đùa thay phiên mời rượu lẫn nhau ông ngoại con mời ông ha ha được em rể anh nhận thua sau này anh nói bản con nít thật sự không thể uống nữa người phụ nữ không thấy hai cha con cố nên đâu mà bất ngờ hỏi ái ninh ninh và chú ba đâu đường lão liền đáp có lẽ cha con họ có chuyện cần nói chúng ta mặc kệ họ ở bên phía hai cha con cố ninh lúc này đang trò chuyện với nhau cố ninh đưa cho ông một số tài liệu nói bà đây là cổ phần lúc trước ứng phó nguyên cơ chuyển vào trong tay con bây giờ dọn xong thủ trong rồi cũng nên đem trả về chủ cũ rồi Ông cười thành tiếng bảo con ngốc. Từ chối xuất tài liệu mà Cố Ninh đưa cho bảo con là con của Đường ra mấy thứ này xem như tiền tiêu vật trưởng bối cho con, không cần phải trả. Thấy ông hào phóng như vậy khiến cô kinh ngạc cổ phần của tập đoàn Đường Hoàng, điểm đã là số tiền trên trời, hơn nữa nhiều như vậy. Nhưng mà cô đã không chịu nhận cô liền tìm lý do mà từ chối ba, tâm ý của ba con nhận rồi, so với người khác cho con con thích tự mình phấn đấu hơn. Nghe cô nói vậy khiến ông bị sốc sao có thể không tính là phấn đấu có được chứ nếu không phải con cùng trải qua kiếp nạn với Đường Hoàng, tập đoàn nhất định tổn thất nặng nề đây là thù lao con nên nhận được cô dõng dạc tự tin nói ba người một nhà không nói thù lao người nhất định muốn con nhận lấy là không xem con là người nhà sao nghe cô nói vậy ông cũng đứng hình mà chả biết trả lời trả vốn như thế nào ta rồi ông cười hơ hơ khen cô nha đầu này đúng là giỏi biện ta sắp bị con nói vào vòng rồi ông nghiêm túc bảo được nếu con đã nói hai ta là người một nhà quà cho con gái chẳng phải là chuyện bình thường sao nếu con không chấp nhận là không thật lòng nhận người ba này cô nên thấy ông gian xảo như vậy mà bất lực đương nhiên không phải có cơ hội ông liền dí tài liệu vào người cô vậy còn không mau nhận lấy nhân lúc ta còn có thể kiếm tiền mau tìm cơ hội gậm của người ra đi sau này cơ hội không còn nhiều nữa đạt được mục đích ông nở ra nụ cười nham hiểm đi mau đi họ còn đang chờ chúng ta Cô ninh bị bỏ lại mà cười bất lực cảm thán quả nhiên người càng già càng cay vẫn là chờ lúc mẹ gả vào đường ra mới dùng danh nghĩa xin lễ thuận thế trả lại vậy lúc này cố ninh và mẹ cô đang cùng nhau trò chuyện bà bảo rằng ninh ninh mấy hôm nữa mẹ muốn về thành phố ép Cô ninh bất ngờ hỏi lại mẹ chẳng phải đang chuẩn bị hôn lễ với cô họ sao Sao đột nhiên muốn về vậy? Bà đáp thời gian chuẩn bị hôn lễ dài, Vân Dung họ lại không cho phép mẹ quá mệt ở Hải thị cũng không có việc làm mẹ muốn về kinh doanh viện thẩm mỹ. Kinh doanh tuy nhỏ nhưng trung quy vẫn là sự nghiệp của mình, sau này kết hôn cũng không đến mức thoát ly xã hội. Thấy mẹ mình có chút u sầu, cô ôm lấy mà mà động viên trước khi kết hôn duy trì sự nghiệp độc lập, ta cảm thấy như vậy rất tốt, con đặt máy bay giúp mẹ, nếu gặp phải chuyện gì, cứ việc nói với con, bà cũng bớt đi sự u sầu của mình, Ninh Ninh cảm ơn con có thể ủng hộ mẹ, hết cách ai bảo con là sức mạnh lớn nhất của mẹ chứ. Đúng rồi Ninh Ninh gần đây thẩm mỹ viện chuẩn bị cập nhật thiết bị và sản phẩm thẩm mỹ mới mẹ liệt kê một danh sách hợp tác con xem giúp mẹ cô ninh nghe sản phẩm mới mà có chút kinh ngạc cập nhật sản phẩm mới việc nghiên cứu sản phẩm dưỡng da linh lực của khang lai ninh đã thông qua giai đoạn thí nghiệm tiếp theo là cơ hội tốt để chuẩn bị lên kệ nghĩ rồi cô liền nhân cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình con biết một sản phẩm của hãng mới rất có công hiệu chúng ta có thể thay toàn quyền mẹ của cố ninh nghe tới sản phẩm mới cũng vui mừng lắm nhưng lại có chút không ăn lòng hiệu mới khách có chịu không Cố Ninh cười tươi như hoa đảm bảo đương nhiên rồi con đảm bảo nó có thể sẽ thu được lợi cao trong tương lai trở thành ngôi sao mới của giới mỹ phẩm. Rồi Cố Ninh bắt máy bay bay về nhà ngay luôn. Vừa xuống cô lộ rõ vẻ mệt mỏi mà dương vai, ha lâu rồi mới về kinh thành thiếu đình lát nữa cùng đến Lâm Giang các ăn cơm đi. Bóng thiếu đình ôm eo cô, rồi đè cô vào tường hôn chụt chụt, bất ngờ quá khiến Cố Ninh không kịp làm gì. Rồi hai đứa trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Rồi câu cổ nhau. Nửa tiếng sau hai người mới dừng lại, mặt ai cũng đỏ như trái cà chua thiếu đình nói hiếm khi có thời gian ở riêng em có chắc là muốn lãng phí thời gian không cố ninh đáp thanh thiên bạch nhật đã mê mưa anh gấp đến vậy sao thiếu đình chặt nịt mà bảo phải đó khoảng thời gian ở hải thị anh sắp đói đến điên rồi lát nữa em phải bù đắp cho anh nha vừa nói anh vừa lột đồ lộ ra vòng bụng một chục múi vô cùng mờ lem mờ lem rồi hai đứa liền bay về nhà ở trên giường chim chuột đang lúc căng thẳng thì có điện thoại gọi đến cố ninh liền kêu anh đi nghe điện thoại trước đi thiếu đình vô cùng bực dọc mà bắt máy alo người bên kia cất tiếng dô nóng thật đấy chẳng lẽ nghỉ ngơi thế giới hai người chưa hưởng thụ đủ sao thiếu đình tức giận nghiến răng nghiến lợi nói từ cảnh sâm cậu muốn chết thì cứ nói thẳng từ cảnh sâm vội giải thích lão đại tha mạng lần này thật sự không phải cố ý làm phiền anh chị đâu rất tiếc phải nói với anh kỳ nghỉ của anh phải kết thúc rồi có một thế lực tội phạm cảnh ngoại chạy đến đế phổ đông hạ rồi đội xích diệm phải phối hợp với liên minh quốc tế thực thi theo dõi bắt giữ thiếu đình nghiêm túc bảo bây giờ tôi về trụ sở nhưng mà cảnh sâm vẩy vẩy tay bảo vậy thì không cần đại diện liên minh quốc tế ngày mai mới đến trước kỳ nghỉ cuối cùng này anh nghỉ ngơi cho hết đi nghe tin dữ khiến anh buồn bã và ủ rũ cố ninh vội lại an ủi anh thiếu đình sang ngã vào lòng cô như một thư dịu rằng từ tốn nói vốn dĩ còn muốn ở với em thêm cố ninh dỗ dành anh được rồi trông anh như con chó con vậy đột nhiên cố ninh chơi bạo đè thiếu đình ra nâng cầm anh lên thì thầm còn nữa lúc này chẳng phải anh nói xuân quang ngắn ngủi đừng lãng phí sao bây giờ lại không gấp rồi thiếu đình thẹn thùng mà kêu cô lát nữa em đừng cầu xin anh cố ninh cười nhếch mép nguy hiểm hỏi sợ anh sao rồi hai người bắt đầu chim chuột chuyển cảnh đến phòng thí nghiệm khang lai ninh Cô ninh cầm ống thuốc hỏi chú ninh tình hình kiểm dược thế nào rồi chú ninh đáp không thông qua đều là dùng chất lượng không đạt trả về chắc là do lúc trước tôi đắc tội người ta đang cố ý làm khó chỉ cần tôi đứng ra quản lý sẽ bị nhắm vào rồi ông mới ngỏ ý là hay là cô đổi người đại diện mới đi đừng làm chậm trễ việc kinh doanh cô ninh vỗ vai ông mà trấn an chú ninh cố ninh tôi không phải người bỏ rơi bạn hợp tác yên tâm chuyện này giao cho tôi chuyển cảnh đến chỗ của lão tưởng ông phấn khích mà cười hô hố, hố cố nha đầu bảo bối hạc khi thương ngọc thương ngọc nghiên này con cũng có thể tìm được đúng là thần thông quảng đại rồi ông quay sang kêu cố ninh ra giá đi bao nhiêu tiền lão già ta đều mua nhưng cô bảo là không cần ngọc nghiên là chút tâm ý của hậu bối không cần phải bàn tiền lão tưởng nghe vậy mà lộ rõ kinh ngạc không thể tin được rồi nói vậy sao mà được ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của một tiểu cô nương chứ cố ninh bình thản mà đáp cố ninh là một thương nhân đương nhiên không làm chuyện mua bán lỗ không giấu gì người ta có chuyện đầu cơ làm phiền người giúp đỡ giải quyết chút phiền phức nhỏ thấy cô gặp rắc rối ông nắm tay cô tự hỏi phiền phức sao kinh thành có người ức hiếp con à người ở đâu đến to gan vậy cố ninh giải thích là không phải ăn hiếp là chuyện kinh doanh công ty dược của con bị người ta làm khó không thể thông qua kiểm định thuốc con muốn nhờ người giúp con tiến cử với cục tưởng để giải quyết chuyện này lão tưởng vỗ ngực bình bình thở phào nhẹ nhõm gì chứ con nha đầu này vòng một vòng lớn như vậy chỉ vì một chút chuyện nhỏ này à yên tâm lát nữa ta bảo chính hoa đi làm nhưng tiền này vẫn phải cho con một đồng cũng không được bớt con vốn là ân nhân của tưởng ra lấy không của con nữa mặt di già này của ta còn không cần cố ninh nói người quá khách sáo rồi rồi lão tưởng sợt nhớ ra gì đó liền bảo phải rồi nha đầu ta có một vị trí giao cũng muốn đến tường vân hiên này của con dạo lát nữa giới thiệu hai người làm quen cô ninh cũng vui vẻ à đồng ý được rồi cả hai cùng nhau đứng chờ trí giao của lão tưởng mà mãi không thấy ông đến khiến lão tưởng khó chịu mà lên tiếng phàn nàn lão già nay sao vậy trễ nữa tiếng rồi tốc độ con ốc xin cũng nên đến rồi từ phía cổng có giọng của một ông già vang lên hay cho ông lão tưởng ông từ xa đã nghe thấy ông mắng ta rồi thấy ông bạn trí giao của mình đến cố ninh liền dìu lão tưởng mà đi ra ông nói lão lãnh là ông không tuân thủ thời gian hại ta và cố nhà đầu chờ lâu như vậy lát nữa phải đến mua đồ đền tội với nhà đầu đó rồi ông già chắp tay sau hông đáp cần ông nói sao cố ninh thấy ông già này mà há hốc mùng kinh ngạc họ lãnh chẳng lẽ người này là ông của thiếu đình sao lão tưởng chỉ về phía ông thiếu đình nói nhà đầu vị này là trí giao của ta lãnh vệ hoa cũng là người cùng sở thích lãnh vệ hoa hỏi cô chính là bà chủ nhỏ của tường văn hiên à cố ninh vui vẻ đáp hậu bối cố ninh gặp qua lãnh lão ông ửng một tiếng lão tưởng nghĩ rõ ràng biết cố nhà đầu hẹn ta, cầu ta dẫn ông ta qua. Sao hôm nay gặp cháu dâu lại cố ý lạnh lùng cao ngạo rồi? Lão tưởng nói, lão lãnh quần áo trên người ông mới may à? Bảo ta chờ lâu như vậy thì ra là ở trong nhà làm đẹp à? Lãnh vệ hoa mặt sự lớn tiếng trả lời, nói bừa, ta không có, trên đường kẻ xe thôi. Lãnh vệ hoa nhìn qua cố Ninh nghĩ, lần đầu gặp mặt không được thân thiện quá, lỡ dọa phải cháu dâu bảo bối của ta thì không hay. cố Ninh vui vẻ cười nghĩ bụng, xem bộ dạng chắc ông lãnh biết quan hệ của mình và thiếu đình, nếu ông ấy không muốn vạch trần thì chỉ có thể diễn với ông ấy rồi. Lãnh vệ hoa ra vẻ nói, cụ, lão tưởng nói chỗ cô có hàng tốt, hôm nay ta muốn xem thử có thể lọt vào mắt ta không. Cố ninh vừa cười vừa mời ông vào cửa tiệm, đáp, cửa hàng sơ sài, mong người có thể hài lòng. Lãnh vệ hoa vừa vào, liền nhìn thấy gì đó khiến ông hơi sự lại. Thì ra là thấy những món bảo bối, lãnh vệ hoa nói, thêm sắc hoàng dụ mã, phụng điểu văn tước, ly thú thủ mã não, món nào cũng giá trị, kinh doanh của cô cũng khá lớn. Lão tưởng bất ngờ hỏi cố ninh, cố nha đầu, sao lúc trước ta đến không có đãi ngộ này, đều là hàng tốt trên sổ không có cô ninh trả lời mấy thứ này đều là con mới mang tới còn chưa vào kho lãnh vệ hoa cầm lấy chiếc ly thú thủ mã nào lãnh vệ hoa nói nha đầu ly thú thủ mã não này ta rất thích cô ra giá đi cố định khó xử nghĩ bụng lần đầu gặp mặt đã thu tiền của ông nội thiếu đình nhìn sao cũng không hợp lễ nghi cô ninh cười tươi đáp hai vị trưởng bối có duyên với con lại thích tường vân hiên như vậy hôm nay con đãi một lần tặng hai vị một người một món hai ông lão nghe xong ai cũng bất ngờ lãnh vệ hoa nói tiếp nha đầu này biết làm ăn không thứ đất như vậy tặng không sao được hàng tốt thì phải ra giá rõ ràng bao nhiêu là bao nhiêu lão tưởng cũng nói theo nha đầu tâm ý của con bọn ta nhận rồi tính cách cứng đầu này của lãnh lão không thể lấy không con ra giá đi cố ninh cười đang vân vân ừm cố ninh chốt giá nói vậy thì tám nghìn tám chữ số các tường lấy hên đi lãnh vệ hoa trả lời cái này có khác gì tặng không cô nương này rốt cuộc là lương thiện hay ngốc cố ninh nói tiếp số đồ cổ này đều do con nhặt được không biết bao nhiêu tiền tài và tinh lực lãnh vệ hoa đáp lời tuy nói vậy nhưng cũng không ai ra giá như con cố ninh chấp tay lại nói giá đã định người làm chủ như con cũng không thể đổi qua đổi lại được cố ninh giả bộ hâm dọa nói nếu người không cho hậu bối cơ hội này con chỉ có thể đem hàng bày vào cửa hàng rồi nếu bị tên không biết nhìn hàng nào mua đi vậy thì đúng là làm nhục linh khí của cổ vật rồi lãnh vệ hoa cười lớn nói ha 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 ra đầu này đúng thật là miệng mồm nhanh nhẹ ta nói không lại con lãnh vệ hoa nghĩ thật không hổ là một đôi cứng đầu như thiếu đỉnh lão tưởng vỗ vai lãnh vệ hoa nói cố nha đầu có lòng rồi ông nhận tình này của nó đi lãnh vệ hoa đáp ông mở lời rồi tôi còn có thể từ chối sao lãnh vệ hoa nghĩ thầm xem ra chỉ có thể chờ lúc chính thức gặp mặt mới bù đắp lại rồi không thể để nha đầu bị thiệt lãnh vệ hoa nói nha đầu tiện nhi ta không chiếm không nếu con gặp phiền phức ở kinh thành thì nói tên của lãnh vệ hoa ta ông nói tiếp còn nữa lãnh lão nghe rất thân phận nếu con bằng lòng gọi ta một tiếng ông đi cố ninh vui vẻ cười tươi gọi được ông nội lãnh lãnh vệ hoa ửng một tiếng lúc này lão tưởng nói vào ái gọi ông nội lãnh rồi có phải cũng nên gọi ta một tiếng ông nội tử không lãnh vệ hoa đẩy ông tưởng về phía sau đáp đi 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 ông góp vui gì chứ tự ông không có cháu à cố ninh cười tươi tay che miệng nghĩ phụt ông nội lãnh thật đáng yêu như một đứa bé vậy tại chỗ làm việc của lãnh thiếu đình lãnh thiếu đình nghe điện thoại alo ông nội thiếu đình con đoán hôm nay ta gặp ai rồi lãnh thiếu đình trả lời ông còn có thể gặp ai chẳng qua là mấy người bạn già của ông lãnh vệ hoa vui vẻ nói không đoán ra phải không không gặp cháu dâu của ông rồi ha 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 ninh ninh nha đầu đó biết lễ tiết tiểu tử con thật có phúc lãnh thiếu đình đang uống nước xém bị sặc hai người bên cạnh hỏi đội trưởng anh ấy sao vậy lãnh thiếu đình bất ngờ hỏi lại ông nói ông gặp ai rồi lãnh vệ hoa nói tiếp gặp cháu dâu ngoan ninh ninh của ta hôm nay ta đến tường vân hiên rồi lãnh thiếu đình trả lời ông ông sao ông biết tường vân hiên là của ninh ninh chẳng phải con không để ông điều tra cô ấy sao lãnh vệ hoa tức giận trả lời hừ còn cần lão tử điều tra các con cứu cháu trưởng của tưởng ra còn ân ái như vậy con nghĩ tưởng trọng vũ lão giờ đó dám giấu ta sao lãnh vệ hoa nói tiểu tử thối người ngoài còn biết trước ta xem con về ta không đánh gãy chân con lãnh thiếu đình đáp chuyện đời con về mới giải thích hôm nay ông đột nhiên đến tường vân hiên không mạo phạm ninh ninh đấy chứ lãnh vệ hoa tức giận hét lớn tiểu tử con nói gì con xem ông là vũ phu không có chừng mực sao ninh ninh một người con gái xuất sắc như vậy sao lại nhìn chúng tên đầu gỗ con chứ lãnh thiếu đình trả lời ông bởi vì con đẹp trai con rất có trách nhiệm lãnh vệ hoa nói đẹp trai có thể làm cơm ăn sao con gái thích người đàn ông lãng mạn dịu dàng người đàn ông lạnh như băng con gái không thích đâu ông nói tiếp xem ra còn cần ông của con xuất sơn mới có thể dạy con làm sao nắm lấy trái tim đàn bà đến lúc đó cẩn thận bị người đàn ông dịu dàng dẻo miệng môi chân tường lãnh thiếu đình lúc này chợt nhận ra anh nghĩ không đủ dịu dàng thú vị ninh ninh thật sự sẽ chán sao lãnh thiếu đình nghĩ tiếp cảnh tượng của lão già này hôm nay sao lạ vậy lãnh thiếu đình nói với ông ông à ninh ninh không phải người nông cạn như vậy lãnh vệ hoa nói tiếp sao tiểu tử con không nghe khuyên vậy con gái nhìn đàn ông vô vị sớm muộn cũng sẽ chán con không thông minh như vậy khi nào ta mới có thể chờ được ninh ninh vào cửa đây lãnh thiếu đình đáp ông con có việc lúc trước đây mặt của lãnh vệ hoa tức mà không làm được gì lãnh thiếu đình cúp máy nghĩ mình sẽ không để tình huống đó xảy ra bộ dạng ninh ninh thích mình đều phải có lãnh thiếu đình nhấn vào mua bảo hiểm tình yêu miệng lãnh thiếu đình cười nhẹ coi những bí quyết trong bảo hiểm tình yêu tại sảnh đang trang trí chú ninh nói với cố ninh cô chủ kiểm tra thuốc và đăng ký nhãn hiệu đều hoàn thành rồi đây là sản phẩm mới quán tư dự tính sẽ đưa ra trong cuộc họp báo lần này cố ninh đáp chú ninh quán tư muốn đi theo con đường quảng cáo cao cấp nhất định không thể thiếu sự chú ý chú đi sắp xếp bộ phận quảng bá mới, mới mấy nhà truyền thông quyền uy chú ninh trả lời không thành vấn đề lúc này tư đồ tiến đến gọi cố ninh cô xoay qua đáp anh tư đồ tư đồ nói anh vừa đến kinh thành không ngờ trùng hợp như vậy lát nữa cùng ăn cơm không cố ninh trả lời được em đang chuẩn bị cuộc họp báo chắc là cần một thời gian tiểu thư emmy thấy hai người trò chuyện thân mật vui vẻ như vậy hỏi cô ta là ai tại sao lại thân mật với tư đồ như vậy trợ lý của tư đồ đáp tiểu thư emmy chuyện của ông chủ chúng tôi chắc không đến lượt cô hỏi thăm tiểu thư emmy tức giận liếc trợ lý cậu tiểu thư emmy nghĩ thầm tư đồ trước giờ chưa từng vui vẻ với mình như vậy mình muốn xem thử người đàn bà này là loại hàng gì tiểu thư emmy bước đến chỉ tay vào cố ninh hỏi lớn tư đồ cô ta là ai anh là vị hôn phu của em bên cạnh anh sao có thể có người đàn bà khác chứ tư đồ tức giận quát cô ta câm miệng tôi trở thành vị hôn phu của cô khi nào đừng nói bừa hủy hoại danh tiếng của tôi cố ninh thấy vậy nghĩ đối với bất kỳ ai cũng lạnh lùng vô tình đây mới là tư đồ giã chân chính tiểu thư em nói anh chính là vị hôn phu của em lúc trước chú từng nói qua tư đồ trả lời đều là lời nói đùa của người lớn trước giờ tôi không hề xem là thật tiểu thư em hét lên nhưng em xem là thật rồi anh phải chịu trách nhiệm với thanh xuân của em kết hôn với em tiểu thư em nhìn qua cố ninh tức giận nói có phải vì cô ta không tiện dân ở đế phổ thông hạ cũng dám dụ dỗ vị hôn phu của tôi cố ninh nghĩ thầm người đàn bà này não tàn sao Cố Ninh cao ngạo trả lời, vậy tiểu thư này, mắc bệnh vọng tưởng thì đi bệnh viện khám, đừng cả ngày như con chó điên ra cắn bừa, điều này ở nước chúng tôi không hợp lễ giáo. Tiểu thư Emmy giơ tay lên, đánh về phía Cố Ninh hét lên, à tiện nhân này, lại dám mắng ta. Lúc này Tư Đồ nắm lấy tay cô ta. Để cô ta ngã ra. Tư Đồ tức giận nói, Emmy lập tức cút về đế anh lan đặc, hợp tác gia tộc lần này cũng không cần tiếp tục nữa, toàn phong, tiễn khách. Toàn phong bước đến. Nói, tiểu thư Emmy, mời cô về cho, chờ tôi ra tay thì cảnh tượng sẽ không được đẹp cho lắm em y chỉ tay nói các người tiểu thư em y nhìn về phía cố ninh nói đáng chết cô chờ đó cho tôi tôi sẽ không bỏ qua đâu cố ninh không hán ai trả lời tiếp đến cùng không lâu sau tại một khách sạn sang trọng nào đó trên bàn đầy áp đồ ăn tư đồ dã nói xin lỗi bạn hợp tác của anh mạo phạm em rồi cố ninh trả lời anh không sao em không để bụng tư đồ dã rót rượu ra ly vừa nói lúc nãy anh thấy em đang chuẩn bị buổi ra mắt nhiệm vụ mới anh có tài nguyên có liên quan có thể tuyên truyền giúp em Cố Ninh trả lời anh, chút chuyện nhỏ này bộ phận tuyên truyền có thể giải quyết, nghiệp vụ của anh bận rộn, em không gây thêm phiền phức cho anh. Tư đồ dã hơi trùng xuống vì đề nghị của mình bị từ chối, anh nói, sao có thể nói là gây phiền phức chứ, chuyện liên quan đến em đều rất quan trọng, em không cần khách sáo với anh. Cô Ninh nói với Tư đồ giã, không phải khách sáo, em chỉ cảm thấy giữa bạn bè nên chia rõ ranh giới, có những chuyện mặc kệ sẽ xảy ra hiểm khích. Tư đồ dã trầm mặt không đặng nghĩ trong lòng, thì ra cô ấy biết. Cố Ninh nhìn thẳng Tư đồ dã rồi nói, anh tư đồ như anh trai của em vậy em không hy vọng cuối cùng chúng ta vì hiểu lầm có điều giải mà chia đôi đường giải quyết hiểm khích là cách cứu vãn tốt nhất mà em có thể nghĩ ra tư đồ dã buồn bã nhìn dĩa đồ ăn của mình hỏi cố ninh anh không có chút cơ hội nào sao cố ninh không vui cũng không buồn nói với một tông giọng chắc chắn xin lỗi trong lòng em đã có một người đời này không có khả năng quay đầu anh ấy là lựa chọn duy nhất của em tư đồ dã ổn định lại biểu cảm nhìn thẳng vào cố ninh nói anh biết rồi hội thoại trong lòng anh thì có vẻ cũng đã chấp nhận điều này yêu có thể nói ra không yêu cũng không trầm mặc trong lòng đây mới là cố ninh mình thích và rồi cuộc chủ đề này tìm được điểm kết của mình tư đồ giã chúc cố ninh nếu anh ta là người em hướng đến vậy anh chúc em hạnh phúc cố ninh đáp lại anh cảm ơn cố ninh đang đi trên đường cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho mẹ mẹ sau khi họp báo kết thúc thẩm mỹ viện có thể đồng bộ đẩy ra hoạt động trải nghiệm cấp cao sau khi sản phẩm qua kiểm tra con sẽ gửi cho mẹ trước mẹ cố ninh trả lời được ngày mai mẹ chuẩn bị khi tắt cuộc điện thoại cố ninh để ý có người đang đứng ngay góc tường theo dõi cô cố ninh tức giận nghĩ thứ không có mắt thiên đường có lối người không đi địa ngục không cửa cứ xông vào tiếng chỉ rủa vang lên tại một góc hẻm nào đó phế vật một người đàn bà cũng theo lạc mắt không có ích vậy thì ta móc ra thay các người hai người đàn ông quỳ gối trước mặt người phụ nữ đang tức giận luôn miệng nói tiểu thư tha mạng cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi người phụ nữ đó là tiểu thư emmy ông cụ mặc đồ tây đứng sau cô ta nói đỡ cho hai người kia tiểu thư bớt giận chỗ này là đế phổ đông hạ pháp luật của họ không cho phép cô ta giận dữ chỉ tay vào ông la lớn cắt ra nếu không ta xử lý luôn cả ông bỗng có một tiếng nói từ đằng sau làm emmy sợ mất hồn người đó nói kính trên nhường dưới là đạo đức truyền thống tốt đẹp vị tiểu thư này không học qua mẫu giáo sao cô ta tức giận vừa la vừa quay mặt lại để nhìn rõ ai là chủ nhân của giọng nói đó ai ở đó giả thần giả quỷ người đó từ từ bước ra khỏi bóng tối tiểu thư emmy chẳng phải cô muốn gặp tôi sao tôi đến cô nên vui mới phải nghe là đủ biết người đó là cố ninh emmy tức giận la lớn vào mặt của cố ninh tiện dân biết rõ tôi sẽ không bỏ qua cho cô còn dám tự chui đầu vào lưới cố ninh thì bình thản mà cưới nhẹ nói cô muốn làm gì tôi sợ quá. Tay của Emmy cầm một cây gậy sắt hết lớn, tư đồ dã là người đàn ông của tôi, cô dám quyến rũ anh ấy, tôi huy cái mặt của cô, lột ra cô, để cô sống không bằng chết. Cô ta liền ra lệnh cho hai người kia, người đâu, bao vây cô ta cho tôi, tôi muốn đích thân ra tay, hai người kia liền xông về hướng Cố Ninh. Cố Ninh đứng vững hai tay dễ dàng đẩy hai người kia ra, vừa nói, người đàn bà não tàn chỉ biết cạnh tranh với phụ nữ, để tôi dạy cô thế nào là tuân theo quy tắc của đế phủ Đông Hạ. Cố Ninh bắt lấy cổ tay của Emmy. Cố Ninh bẻ tay của cô ta ra sau làm, cô ta ngồi khuỵu xuống hét lên đau đớn a à, mau lên lũ phế vật các người đã rơi vào thế thấp hơn còn ra mùm Cô ninh liền đánh cô ta bay ra khỏi hẻm nhỏ người của emmy và cô ta gục trên đất thê thảm emmy chống tay một tay ôm bụng nói cô cô dám đả thương tôi gia tộc hy nhã bọn ta sẽ không bỏ qua cho cô cố ninh tay còn nắm lấy cổ áo của ông chú mặc đồ âu phục đang sợ hãi cố ninh đi đến trước mặt emmy bản thân trầm mặt mà nói cô đúng là tiểu thư quý tộc trả trách hống hách như vậy cố ninh nhìn xuống chỗ emmy đang nằm bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và đầy thách thức nhưng người tôi bẩm sinh không sợ quyền quý tôi chờ cô dẫn gia tộc đến tìm tôi tính sổ chiếc điện thoại với ốp lưng tai thỏ rung lên hiển thị cuộc gọi tới từ ca cô ninh có vẻ như đã bị đánh thức từ giấc ngủ của mình cô kéo mặt nạ che mắt lên bắt điện thoại và hỏi à tôi như vậy gọi cho tôi có việc gì giọng của ca bên kia điện thoại vang lên cô chủ mau xem liên kết tôi gửi cô cô nổi tiếng rồi liên kết dẫn tới tin đầu báo trên tin viết ở kinh thành một cô gái ăn hiếp bạn nước ngoài ngày ngoài phố rốt cuộc có thủ oán lớn đến mức nào hình là ảnh chụp sau lưng cố ninh đứng nhìn đám người emmy đang bị thương tơi tả dưới trang bình luận bạn nặc danh nói hông hách quá đi mau tìm người này không thể bỏ qua cho cô ta cùng nhiều tin khác nhắm vào cố ninh cố ninh chỉ cười hắt ra một tiếng ha à, cố ninh cứ cầm chiếc điện thoại với ốp lưng tai thỏ của mình lướt lướt đọc tin với một gương mặt cười vui đến tít mắt cô nói đúng thật là nổi rồi